Xin chào quý cô chú chị cô thân các bạn, rất vui được gửi tới quý vị và các bạn những hình ảnh tại thủ đô Hà Nội. Bây giờ là 20:30 tối thứ bảy 16 tháng 12 năm 2023. Em Việt, cháu Việt đang ở trên tuyến phố Hàng Mã. Quý vị và các bạn, những hình ảnh rất nhộn nhịp, mặc dù bây giờ nhiệt độ rơi vào khoảng 14 độ C. Quý vị và các bạn, trời rất lạnh, lạnh buốt tay chân quý vị và các bạn. Và như quý vị và các bạn thấy, thu hút rất đông các bạn trẻ cũng như người dân thủ đô Hà Nội tới để ghi lại những hình ảnh Giáng sinh 2023 quý vị và các bạn. Ai ai tới đây cũng rạng rỡ tiếng cười. Rất nhộn nhịp. Vâng, clip này em Việt cháu Việt mời quý vị cùng em Việt cháu Việt đi một vòng từ ngã tư Hàng Cót, Hàng Mã. Những hình ảnh ở ngã tư Hàng Cót, Hàng Mã qua tới ngã tư Đồng Xuân và Hàng Mã quý vị và các bạn. Rất nhộn nhịp. Vâng, quý cô chú chị và các bạn thấy kênh của em Việt cho Việt hãy tặng em Việt cho Việt một like, và quý cô chú chị và các bạn lần đầu tới kênh hãy đăng ký kênh ủng hộ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Khách trong nước còn có cả du khách nước ngoài quý vị và các bạn. Nhiệt độ thấp như quý vị và các bạn thấy, thu hút rất đông các bạn trẻ. Các bạn trẻ ở thủ đô còn có cả các du khách nước ngoài quý vị và các bạn. Hello, welcome to from hello lại welcome to, rất nhộn nhịp quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn tới ngã tư cũng rất nhộn nhịp, ngã tư Hàng Đồng. Từ Hàng Đồng và Hàng Mã quý vị và các bạn. Các bạn
rất nhộn nhịp quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng em Việt cháu Việt đi tiếp. Ở đây còn có cả một số các bạn mặc đồ Noel, mặc đồ ông già Noel. Ôi. Chỉ còn một tuần nữa là đến Giáng sinh rồi. Không khí rất tuyệt vời quý vị và các bạn. Ở đây các cửa hàng bán đồ trang trí Noel rất đẹp. Không. $15.000 một cái kẹo bông quý vị và các bạn. Em Việt Sâu Việt đang ở ngã tư Hàng Mã và Hàng Lược. Mời quý cô chú anh chị cùng em Việt Sâu Việt đi tiếp. Là 5 giờ sáng có mặt quay đầu tiên của MV mới hôm nay. Các bạn không thể biết được cho MV gì thì khi mình ra mắt. Ok, tất cả mọi người Young Woody 420 and Sen. Tới ngã tư Đồng Xuân và Hàng Mã thì như quý vị và các bạn thấy vắng hơn. Cảm ơn quý cô chú chị cùng em Việt cháu Việt đi một vòng trên phố Hàng Mã để cảm nhận không khí rất nhộn nhịp và những ngày chuẩn bị đón Giáng sinh quý vị và các bạn. Chúc quý cô chú anh chị và các bạn luôn tràn đầy niềm vui và dồi dào sức khỏe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các clip tới của em Việt cho Việt.